Vâng, Tiến Dũng và Gia Ân xin kính chào vị khán giả của Đài Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế trong tuần qua cùng với Nam chúng tôi. Dạ ơn, rất vui vì được gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế trong tuần ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình, Dạ ơn xin mời quý vị cùng đến với tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bản tin liên quan đến việc làm tại Hoa Kỳ, theo báo cáo của Bộ Lao động, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm và cụ thể là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 29.000 đơn xuống còn 348.000 đơn xin trợ cấp kết thúc tuần lễ ngày 14 tháng 8 vừa qua. Đây là con số thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3 năm 2020. Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thông báo một vài quyết định trong cuộc họp ngày 27 tháng 7 vừa rồi. Từ thời điểm này cho đến cuối năm 2021, những gói hỗ trợ đang giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ có thể bị cắt bỏ, chẳng hạn như là mua công trái phiếu 120 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng, hoặc là nâng lãi suất cố định nhằm giảm đi lạm phát. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ trong tháng 7 vừa qua lại tiếp tục giảm, và theo báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào thứ ba trong tuần vừa rồi, doanh số bán lẻ đã giảm 1.1% trong tháng vừa qua. Lý do cho sự giảm thiếu này là vì ảnh hưởng của biến chủng COVID mới đang tăng cao, cũng như là người dân đang hạn chế đi lại và việc thiếu hụt hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Vâng, cái thưa quý vị, tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon, mà từng cho rằng đây là một con quái thú khổng lồ nuốt những con mà vật nhỏ xung quanh, cái thưa quý vị. Cái tuần lễ vừa rồi thì Amazon cho biết rằng họ sẽ mở những cái cửa tiệm, tức là cái physical store, hay chúng ta thường gọi là brick and mortar, tức là cửa tiệm chứ không phải là online. Hiện tại bây giờ thì họ, cái người mà đứng đầu của Amazon, họ cho biết rằng họ sẽ mở thêm những cửa tiệm, và đặc biệt bắt đầu từ Ohio sẽ có một tiệm, và ở California sẽ mở một tiệm, và tổng số square foot lên khoảng 30.000 square foot, rất là lớn. Nếu mà có cái tiệm mà 30.000 square foot rất là lớn, cái tuyệt. Và họ cũng cho biết rằng nếu mà, tại sao họ mở ở bên Ohio và California, vì hai tiểu bang này cái lối sống hai bên nó hoàn toàn khác nhau, một bên thì rất là sầm uất, còn một bên thì rất là nhẹ nhàng u buồn, cái tuyệt. Và họ coi rằng nếu mà hai bên đều tốt hết thì họ sẽ mở toàn diện trên toàn nước Mỹ, còn nếu mà California tốt hơn, Amazon tệ hơn, xin lỗi, Ohio tệ hơn, thì họ sẽ mở những cái thành phố nào sầm uất như là ở California. Và hiện tại bây giờ không phải là Amazon không có những cái physical store, họ cũng đã có những cái cửa tiệm khoảng 13 tiểu bang trên toàn nước Mỹ, như là cái bookstore và cái grocery. Grocery chúng ta biết đó là cái cửa tiệm The Whole Food. Nhưng mà quý vị nhớ, Amazon mở cửa tiệm họ để bán những mặt hàng mà họ đang bán online, vì họ có những cái chiêu thức mà chúng ta không biết được, chẳng hạn như họ có thể những cái pharmacy họ sẽ mở hiện tại online, nhưng mà giờ họ có thể mở ra những cái cửa tiệm mà physical store giống như vậy. Có thể trong tương lai, em nghĩ nha, có thể tương lai họ sẽ mở thêm những một vài cái clinic nữa thì sao, thưa quý vị? Thưa quý vị, vừa qua T-Mobile đã điều tra về việc hệ thống dữ liệu của họ đã bị tấn công. Công ty T-Mobile cho biết họ đã bị lấy mất 40 triệu thông tin khách hàng, như là tên, tuổi, địa chỉ, số an sinh xã hội và những thông tin quan trọng khác. Những dữ liệu này đã được thu thập và rao bán trên các diễn đàn trao đổi cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên thì T-Mobile vẫn chưa đưa ra được kết luận hay là hướng giải quyết cho vấn đề này. Họ thông báo rộng rãi đến tất cả khách hàng của mình để khách hàng có thể tự bảo vệ và kiểm tra lại tài khoản của chính mình, trong khi phía công ty vẫn tiếp tục điều tra. T-Mobile cũng cho biết thêm là họ sẽ xác định những khách hàng nào đã bị đánh cắp thông tin và chủ động đổi những mã PIN trên account T-Mobile của những khách hàng này. Vâng, cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Toys R Us. Toys R Us là một cái thương hiệu mà quý vị đã biết nhiều chục năm trên nước Mỹ, nhưng mà họ đã khai bankruptcy vào tháng 9 năm 2017. Cái khi mà Toys R Us bankruptcy á, thì nhiều người đã khóc, cái tuổi cha mẹ, những đứa trẻ cũng khóc luôn. Vì đây Tiến Dũng cho rằng một cái thiên đường của giới trẻ, những con nít, vì vào đây là chúng ta có thể lựa đồ chơi thoải mái và chơi, có thể không tốn tiền, chơi cho đã rồi đứng dậy đi về không sao hết. Nhưng mà từ năm 2017 họ đã bị bankrupt và khai phá sản luôn. Sau đó có một vài nơi bán đồ của họ giống như là rải rác, giống như người dân Do Thái gì, thưa quý vị, đi rải rác khắp nơi. Nhưng bây giờ bản tin này rất là tốt cho Toys R Us, vì Macy sẽ cưu mang Toys R Us. Trong tương lai năm sau thì chúng ta có thể mua những mặt hàng Toys R Us ở trong cái cửa tiệm Macy. Tí Dũng khuyến khích quý vị nên mua Toys R Us ở trong Macy, giúp Toys R Us là một, và Macy cũng là một trong những cái thương hiệu mà người dân Hoa Kỳ gọi là mang ơn họ, vì mỗi lần Thanksgiving chỉ có Macy mới bỏ số tiền khổng lồ để làm ra những cái parade. Và trong khoảng mấy năm trước họ cũng đã khai bankruptcy, rồi nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ họ.
Thì bây giờ nếu mà quý vị đã có mua Toys R Us trong năm sau đó thì chúng ta nên đi vào Macy để giúp đỡ vừa Macy mà vừa Toys R Us nữa quý vị. Kính thưa quý vị, tôm đông lạnh tại Kroger, Whole Foods và Albertsons và một số cửa tiệm khác đang bị thu hồi. Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết vừa qua đã có những báo cáo về các triệu chứng liên quan đến vi khuẩn Salmonella liên quan đến các sản phẩm tôm đông lạnh. Do đó, công ty Avanti Frozen đang cho thu hồi những sản phẩm có nguy cơ bị nhiễm khuẩn, bao gồm tôm nấu chín, tôm bóc vỏ và được đông lạnh. Theo CDC, thì số tôm bị thu hồi đến từ nhiều hãng khác nhau, như là 365, Whole, Big River, v.v. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị đang sử dụng những loại tôm này được phân phối trên toàn quốc từ tháng 11 năm 2020 cho đến tháng 5 năm 2021, thì nó đang bị chính thức thu hồi vào ngày 13 tháng 8 năm 2021. Quý vị có thể kiểm tra và gửi lại nơi mà quý vị đã mua để nhận tiền bồi hoàn. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Home Depot, cái transaction của Home Depot đã giảm đến 6% so với năm ngoái. Mặc dù nó giảm nhưng mà cái doanh thu mọi sự nó cũng lên khoảng từ đầu năm đến nay lên đến khoảng 3%. Cái điều này rất là tốt, mọi sự nó đã tăng lên, nhưng mà sau cái tháng gần đây thì họ thấy rằng người dân Hoa Kỳ đi vào Home Depot đã giảm dần khi mà cái transaction nó chỉ còn có 481 triệu, tức là người ta mua hoặc họ tính ra cái receipt đó chỉ còn có 481 triệu và nó giảm so với những tháng trước khoảng 3.4%, và họ cho điều này có thể ảnh hưởng đến cái thị trường địa ốc nữa, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, đúng là như vậy, địa ốc vẫn đang giảm dần và đang dần hạ nhiệt trong thời gian gần đây. Nhà ở xây mới hiện đang giảm 7% trong tháng 7 vừa qua, ở vào khoảng 1.530.000 căn nhà. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì vào thứ Tư vừa qua, những khu nhà mới xây hiện đang giảm dần và số lượng giấy phép xây dựng được xin vào tháng 6 thì đã tăng lên là 1.640.000 giấy phép. Tuy nhiên thì đến tháng 7 chỉ còn 1.530.000 giấy phép mà thôi. Các công ty xây dựng cho rằng là con số này sẽ tiếp tục giảm vào những tháng tiếp theo vì các nhà xây dựng đang phải vật lộn với chi phí xây dựng quá cao, thiếu hụt nguyên liệu cũng như là nhân công. Thì thưa anh Tiến Dũng, cũng liên quan đến tin tức về giá nhà cửa thì Gia Ân có một câu hỏi, một thắc mắc, đó là không biết là nếu như mà giá nhà cửa tăng cao và thì cái người dân đó, người đang sở hữu nhà cửa có lợi hơn là cái việc nó giảm hay không ạ? Cảm ơn Gia Ân, cái câu hỏi rất là hay kính thưa quý vị. Có nhiều người nói rằng tôi ở cái nhà này lúc tôi mua bây giờ là tôi mua 200.000, bây giờ cái nhà tôi lên đến 350.000, họ mừng lắm. Nhưng mà theo Dũng nghĩ rằng nếu Tiến Dũng là trường hợp nhỏ đó, tôi mua cái nhà 200.000 bây giờ nó xuống 100.000 thôi tôi cũng mừng. Lý do tại sao Dũng giải thích quý vị đừng nóng giận. Tại vì nếu quý vị nào trong thời điểm này Dũng hỏi đó thì chúng ta cái nhà chúng ta nó lên gấp rưỡi gấp đôi đi mà chúng ta bán đi, chúng ta là người có lợi. Nhưng mà thật sự chúng ta không bán căn nhà đó, chúng ta là người vẫn ở và ở suốt đời trong căn nhà đó, thì chúng ta là người bất lợi, tại vì chúng ta phải trả thuế cho đến suốt cuộc đời. Cái nhà chúng ta 200.000 mà lên đến 300.000, chúng ta phải trả hơn 100.000 tiền thuế, nó gọi cái property tax. Sao mà lợi được, đúng không? Tại vì chúng ta phải tiếp tục trả cái thuế đó. Còn nếu mà chúng ta nói ồ nay nó lên được 200.000, lên 300.000, tuần sau tôi bán hay tháng sau tôi bán hay là năm sau tôi bán, thì chúng ta là người có lợi. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn tiếp tục ở căn nhà đó thì chúng ta là người bất lợi. Vâng, bản tin kế tiếp thì cũng rất là quan trọng, mà Dũng đã có nhiều câu hỏi rồi mà hôm nay nó có cái bản tin này thì Dũng gửi đến quý vị, nói về cái internship, hay là chúng ta gọi là đi co-op hay intern, hay là chúng ta gọi là đi thực tập, có được trả tiền hay không, và nếu không trả tiền thì có phạm luật hay không. Hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ có khoảng 40% internship là không được trả tiền, unpaid nha, và họ nói rằng như vậy thì nó có hợp lệ hay không. Thật sự đó, thưa quý vị, sau khi cái bản tin này đưa ra thì trong cái survey của USA Today rồi cũng trên CNN nữa, thì họ survey khoảng 200, tức là một cái khảo sát trên 267 công ty khác nhau, lớn có, nhỏ có, trong đó có cả Adidas, Dell and Wells Fargo. Thì họ cho biết rằng những cái công ty này trả lương cho những người mà đi thực tập là khoảng 20 đồng 76 xu cho 1 giờ vào năm 2020. Và sau đó thì có nhiều công ty họ không trả tiền. Vậy thì chúng ta đặt ra điều đó có bất công hay không? Câu trả lời là không, vì cái luật của tòa án Supreme Court đã đưa ra vào năm 1947 qua một cái case mà under cái gọi là Walling Portland Terminal Company, là các công ty không nhất thiết hay không cần thiết phải trả tiền cho nhân viên của mình. Thí dụ cụ thể như thế này, chẳng hạn như Tiến Dũng ra trường làm nurse, đi vào nhà thương làm việc thời gian
thì đùng một cái lỡ có một người bệnh nhân đó Tiến Dũng làm lỡ tai họa qua đời, thì Tiến Dũng không phải là người chịu trách nhiệm, nhưng mà under cái nhà thương đó sẽ chịu trách nhiệm đó. Vậy thì chúng ta có cái quyền lợi của nơi chúng ta làm, chúng ta có một cái platform, chúng ta học hỏi nhiều, chúng ta được đào tạo ở đó, chúng ta được rất là nhiều cái quyền lợi đó, và thay vì trả lương thì chúng ta đã được những điều đó rồi, thì hai bên đều có cái benefit giống nhau. Nên Tiến Dũng nghĩ rằng từ cái luật năm 1947 đưa ra thì trả cũng có và không trả cũng ok, chứ không có phạm luật cái thưa vị. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 1 của chương trình Kinh tế trong tuần ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời làn sóng của Việt TV, chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị chỉ sau một bài quảng cáo thương mại.